Osimhen chuyển đến Chelsea. Osimhen thiết lập nên siêu đội hình, phủ xanh trời Âu và nhanh chóng thiết lập nên một kỷ nguyên mới thời Blue Gold. Bản hợp đồng thế kỷ, tiếng ngân nga vang vọng đất trời của những The Blues. Và điều đó thì thật tiếc là chỉ đến trong thế giới tưởng tượng mà thôi. Victor Osimhen đã chê Chelsea, chê luôn cả tiền của Ả Rập, mà đến cái xứ có bánh mì doner kebab lấy làm lạ. Anh đã gây bất ngờ lớn khi quyết định chuyển đến Galatasaray dưới dạng cho mượn. Đây là một cú sốc với giới mộ điệu, đặc biệt là những người hâm mộ Chelsea, những người đã mong chờ cầu thủ này gia nhập sân Stamford Bridge trong mùa hè vừa qua, thậm chí là trong rất nhiều kỳ chuyển nhượng trước đó nữa. Trong bối cảnh nhiều câu lạc bộ lớn như là Chelsea, Al Ahly và Arsenal đều quan tâm đến Osimhen, việc anh chọn Galatasaray đã đặt ra nhiều câu hỏi về lý do và chiến lược đằng sau quyết định này. Liệu có vấn đề gì diễn ra đằng sau hậu trường mà khiến siêu tiền đạo tuổi 25 đưa ra một phương án có thể xem là chán nhất đến như vậy cơ chứ? Victor Osimhen không phải là cái tên xa lạ trong thế giới bóng đá. Tài năng của anh đã được chứng minh qua những màn trình diễn ấn tượng tại Napoli, đặc biệt là trong mùa giải 2022-2023 khi anh ghi tới 26 bàn thắng, góp phần quan trọng vào chức vô địch Serie A của đội bóng miền Nam nước Ý. Anh đã trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu với khả năng ghi bàn đa dạng từ mọi góc độ và vị trí trên sân. Với một cầu thủ như là Osimhen, người hâm mộ và các chuyên gia đều kỳ vọng rằng anh sẽ tiếp tục thi đấu ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu chứ không phải là Thổ Nhĩ Kỳ, cái nơi mà rất nhiều những cầu thủ thất sủng lựa chọn để cứu vãn sự nghiệp lận đận của mình. Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, Chelsea đã nổi lên như là một trong những câu lạc bộ quan tâm nhất đến việc chiêu mộ Osimhen. The Blues đã theo đuổi tiền đạo người Nigeria này trong một thời gian dài và hy vọng anh sẽ là người thay thế hoàn hảo cho vị trí số 9 mà họ đang thiếu vắng. Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, Jackson vẫn là số 9 xịn sò duy nhất mà đội bóng này sở hữu vào lúc này. Việc không đạt được thỏa thuận về mức lương giữa Osimhen và Chelsea được cho là nguyên nhân chính khiến cho thương vụ này đổ vỡ. Chelsea đã đề nghị một mức lương là 155.000 euro mỗi tuần, thấp hơn so với mức lương hiện tại của Osimhen tại Napoli là khoảng 207.000 euro. Như khán giả chúng ta nhìn vào cũng thấy hơi khó hiểu, chắc có lẽ cũng bởi thời hạn hợp đồng có thể lên đến 7 năm hoặc hơn, vì vậy nên Osimhen tụt mút vì không thể tăng lương sớm chẳng. Việc Osimhen không đạt được thỏa thuận với Chelsea đã dẫn đến một chuỗi sự kiện bất ngờ. Đầu tiên, Napoli đã quyết định không sử dụng Osimhen trong các trận đấu tại Serie A dưới thời của Antonio Conte. Huấn luyện viên đã thay thế Luciano Spalletti làm huấn luyện viên của đội bóng. Điều này càng làm rõ ràng hơn rằng mối quan hệ giữa Osimhen và Napoli đã rạn nứt sau khi anh không thể chuyển đến Chelsea. Napoli sau đó đã nhanh chóng ký hợp đồng với Romelu Lukaku từ Chelsea với cái giá 30 triệu bảng, người đã được giao chiếc áo số 9 của Osimhen như một cách để khẳng định rằng cầu thủ người Nigeria không còn là sự lựa chọn số 1 tại Napoli nữa. Bên cạnh Chelsea, câu lạc bộ Al Ahly từ Saudi Pro League cũng đã tiến rất gần đến việc chiêu mộ Osimhen. Họ đã đồng ý một mức phí chuyển nhượng tương đương với 67 triệu bảng với Napoli, nhưng cuối cùng thì lại quyết định không theo đuổi trong thương vụ này do sự thay đổi trong thỏa thuận. Thay vào đó thì Al Ahly đã chuyển hướng sang ký hợp đồng với Ivan Sony từ Brentford, rẻ hơn mà chất lượng thi đấu thì ai dám nói là một chân sút Premier League lại để thua trước người đồng nghiệp ở Serie A đây. Và qua đó thì Osimhen chỉ có nước chuyển đến một nơi khác, một lựa chọn bất chợt, tình thế và gấp rút. Thực tế thì Galatasaray không phải là câu lạc bộ có tầm cỡ và danh tiếng như Chelsea, có chăng nổi hơn Al Ahly mà thôi, nhưng họ đã thể hiện sự quyết tâm trong việc chiêu mộ Osimhen. Một trong những lý do chính khiến cầu thủ này chọn Galatasaray có thể là vì câu lạc bộ này đã đồng ý trả toàn bộ mức lương hiện tại của anh trong thời gian cho mượn. Hơn nữa, Galatasaray cũng đã chấp nhận thêm một điều khoản phá vỡ hợp đồng vào tháng 1, cho phép Osimhen rời đi nếu có một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu khác muốn chiêu mộ anh ta. Thế nên nhìn chung thì Victor Osimhen vẫn là người có quyền tự quyết với vận mệnh của mình nếu như mọi sự có diễn ra ngoài tầm với. Một lý do khác có thể nằm ở việc Galatasaray cam kết sẽ đảm bảo một suất đá chính cho Victor Osimhen, điều mà Chelsea có thể không thể đảm bảo khi họ đã có nhiều sự lựa chọn khác cho vị trí tiền đạo. Tại Galatasaray, Osimhen sẽ cạnh tranh vị trí với Mauro Icardi, một tiền đạo đã chứng tỏ khả năng của mình với 56 bàn sau 79 trận đấu kể từ khi chuyển đến câu lạc bộ này. Tuy nhiên, với tài năng và khát khao chứng tỏ bản thân, Osimhen hoàn toàn có thể đánh bại Icardi để trở thành ngôi sao mới của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng ngoài ra, Osimhen cũng buộc phải ký hợp đồng mới với Napoli trước khi chuyển đến Galatasaray. Đây là một động thái bảo đảm của Napoli để đảm bảo rằng họ sẽ không mất đi tài sản quý giá của mình mà không thu về được một khoản phí chuyển nhượng xứng đáng.
Hợp đồng mới của Osimhen với Napoli sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2027 và điều khoản giải phóng của anh được đặt ở mức 80 triệu euro, một con số khá cao cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ Osimhen trong tương lai. Về mặt chiến thuật thì việc chuyển đến Galatasaray có thể là một nước đi khôn ngoan của Osimhen. Anh sẽ có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, duy trì phong độ và tiếp tục cải thiện khả năng của mình. Super League của Thổ Nhĩ Kỳ, dù không có đủ độ nhiệt bằng các giải đấu hàng đầu châu Âu khác, vẫn là một môi trường vừa đủ để Osimhen duy trì thể chất, đặc biệt là khi Galatasaray thường xuyên thi đấu ở các giải đấu châu lục như Europa League mùa này. Hơn nữa, sự cạnh tranh không quá khốc liệt tại Super League có thể giúp Osimhen dễ dàng ghi bàn và tự tin hơn, ít gặp chấn thương hơn, điều mà anh đã thiếu trong mùa giải vừa qua tại Napoli. Việc thi đấu tại một giải đấu không nằm trong số những giải đấu hàng đầu châu Âu có thể làm giảm sự chú ý của các câu lạc bộ lớn khác đối với Osimhen. Hơn nữa thì việc chơi ở một môi trường mới với một hệ thống chiến thuật khác cũng đòi hỏi Osimhen phải thích nghi nhanh chóng nếu không muốn bị tụt lại phía sau. 100 triệu euro vẫn là mức giá của anh theo như Transfermarkt công bố trên thị trường. Nhưng sau diễn biến này, mức giá trị của anh có lẽ sẽ giảm tương đối. Trong bối cảnh đó thì nhiều người hâm mộ và chuyên gia đã tự hỏi liệu Osimhen có đưa ra quyết định đúng đắn khi từ chối Chelsea và Al Ahly để đến với Galatasaray hay không. Chỉ trích cầu thủ thì khá dễ, nhưng có lẽ là chúng ta nên nhìn theo hướng tích cực. Trong quá khứ, Osimhen đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong sự nghiệp của mình, từ những chấn thương cho đến việc phải thích nghi với các giải đấu khác nhau. Tuy nhiên, anh luôn vượt qua những khó khăn đó bằng tinh thần chiến đấu và khát khao vươn lên. Lần này thì thử thách mới tại Galatasaray có thể là một cơ hội để anh chứng tỏ rằng mình vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, bất chấp mọi khó khăn và trở ngại. Osimhen là một tiền đạo có khả năng kết thúc tình huống rất tốt. Anh có thể ghi bàn bằng cả hai chân, và dù không phải là một cầu thủ có chiều cao vượt trội 1m85, Osimhen vẫn rất mạnh mẽ trong các pha không chiến. Điều này phần lớn nhờ vào sức bật tốt và khả năng chọn vị trí thông minh. Anh biết cách tận dụng những khoảng trống trong hàng phòng ngự của đối phương để tìm kiếm cơ hội dứt điểm, đặc biệt là trong các tình huống bóng chết hoặc những quả tạt từ cánh. Một điểm nổi bật khác trong lối chơi của Victor Osimhen là tốc độ. Anh sở hữu tốc độ bứt phá cực nhanh, điều này giúp anh trở thành mối đe dọa lớn trong các tình huống phản công. Osimhen thường xuyên di chuyển dọc theo hàng phòng ngự của đối phương, sẵn sàng phá bẫy việt vị để đón những đường chuyền dài từ tuyến dưới. Tốc độ kết hợp với sức mạnh thể chất khiến anh trở thành một trong những tiền đạo khó kèm cặp nhất khi đối diện với các hậu vệ. Khả năng pressing của Victor Osimhen cũng là một điểm mạnh trong lối chơi của anh. Anh rất tích cực tham gia vào việc gây áp lực lên hàng thủ đối phương ngay từ bên phần sân của đối thủ để tạo điều kiện cho đội nhà giành bóng ở vị trí thuận lợi. Sự bền bỉ và nhiệt huyết của Osimhen trong việc tham gia pressing là một trong những yếu tố giúp cho Napoli trở thành một đội bóng có lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Và giờ thì điều đó sẽ được chuyển sang cho thế lực đang hoành hành tại Thổ Nhĩ Kỳ suốt những năm qua, Galatasaray. Dù thế nào, quyết định của Osimhen đã được đưa ra, và giờ đây thì tất cả những gì anh có thể làm là tập trung vào thi đấu, ghi bàn và chứng minh rằng Galatasaray đã đúng khi tin tưởng vào anh. Kịch bản đẹp nhất là một mùa giải cho mượn thành công, Osimhen sẽ được một đại gia đến rước về và có viết tiếp hành trình ở đỉnh cao sự nghiệp. Còn nếu mọi thứ tệ đi, vậy thì một lời từ chối trong phút nóng vội liệu có đáng không, hả Osimhen?